cụ bà về dự lễ mừng thọ hôm nay. Để vui mừng và chuẩn bị khai mạc buổi lễ mừng thọ hôm nay, đoàn cải lương Bắc Trung Nam thuộc câu lạc bộ đa thế hệ thôn Ba xin chúc mừng các cụ. Bài chèo xin kính mời. Thank you.
các quý khách và toàn thể các cụ. Hôm nay trong bầu không khí đón xuân Nhâm Dần, tôi xin gửi đến quý khách các cụ lời chúc sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc và trường thọ. Thưa các quý vị, cứ mỗi dịp xuân về, hoa cúc hoa mai đua khoe sắc, cây trúc khoe thân, người nằm người bao nhiêu ước mơ bỏng cháy bỏng, các cụ lại được thêm một tuổi, liền phấn khởi vui vầy bên con cháu. 70, 80, 90, 105 mùa xuân trôi đi là bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu kỷ niệm ngọt bùi, đắng cay gian khổ pha trộn. Quá trình thời gian mấy hôm nào đôi má căng tròn, bao nhiêu những kỳ vọng khát khao của cuộc đời, thế mà thấm thoát thoi đưa của nhiều mùa xuân, mái tóc đã bạc trắng đẹp như tơ. Thưa các cụ và quý khách, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, tôn sư trọng đạo hôm nay phấn khởi vui xuân, chi hội người cao tuổi thôn Ba long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho 22 cụ ông cụ bà. Tôi xin chúc mừng và vô một tràng pháo tay. Về dự lễ mừng thọ hôm nay, tôi xin chào mừng đón tiếp ông Hoàng Văn Hòa, chủ tịch người cao tuổi huyện Bảo Lâm. Ông Lại Thanh Bình, chủ tịch hội người cao tuổi xã Lộc Hòa. Xin chào mừng đón tiếp ông Phạm Đình Nhật, bí thư chi bộ thứ ba, ban nhân dân thôn, ban công tác mặt trận cùng ban ngành đoàn thể và sự hiện diện 20 cụ về mừng thọ hôm nay. Xin thay mặt cho hội người cao tuổi, tôi xin được đặt quyết định mừng thọ. Ủy ban nhân dân xã Lộc An, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Lộc An ngày 22 tháng 12 năm 2021, quyết định về việc phê duyệt danh sách mừng thọ người cao tuổi xã Lộc An năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc An căn cứ vào luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009, căn cứ quyết định số 6 ngày 20 tháng 11 của Chính phủ ngày 14 tháng 1 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều luật người cao tuổi, căn cứ vào số 21 ngày 21 tháng ngày 21 tháng 12 ngày 18 tháng 2 năm 2011 của Bộ Chính trị về quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho những người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc họ mừng thọ và biểu dương khen thưởng người cao tuổi. Xét tờ trình của hội người cao tuổi xã Lộc An nay quyết định điều 1, phê duyệt danh sách người cao tuổi được mừng thọ năm 2022 trên địa bàn xã Lộc An
với nội dung như sau: tổng số là 120 người được mừng thọ, bao gồm 63 người 75 tuổi, 45 người 80 tuổi, 31 người 85 tuổi, 24 người 90 tuổi và 14 người 95 tuổi. 6 người là 100 tuổi, 4 người là trên 100 tuổi đây. Điều 2, giao cho hộ người cao tuổi xã Lạc Quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định. Điều 3, văn phòng ủy ban tài chính kế toán chủ tịch hội người cao tuổi xã Lạc Quan 192 người cao tuổi có tên thực hiện. Điều 1, căn cứ quyết định này thi hành chủ tịch Vũ Minh Đoàn. Chúng tôi xin thông qua danh sách. Một là cụ Lê Đình Phương, cụ Lưu Đình Lục, Trần Huy Thông, cụ Dương Thị Hải, Mai Ngọc Trưng, cụ bà Thùy, Huỳnh Thị Út, Phạm Thị Ngọc Anh, Phạm Văn Khiển, Nguyễn Bá Tước, cụ Phạm Công Thành, Bùi Thị Nga, Dương Thị Năm, Trần Thị Huệ, Đỗ Thị Thu, Huỳnh Sôi, Nguyễn Thị Thính, Phạm Thị Tám, Mai Chiến, Trần Thị Thìn, Trần Thị Lơ, Võ Thị Mai. Trong đó tổng số 22 vị, trong đó chúng ta có 2 người cao tuổi, đó là cụ Trần Thị Lơ 95 tuổi, Võ Thị Mai 105 tuổi. Xin cho cảm ơn. Tuổi già sống vui sống khỏe, muốn có sức khỏe phải thể dục thể thao. Đoàn võ thuật không chuyên thuộc câu lạc bộ đa thế hệ xin được trình bày chúc mừng các cụ, xin kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông chủ tịch hội người cao tuổi huyện Bảo Lâm có đôi lời chúc mừng các cụ, xin kính mời. Thưa đồng chí Phạm Đình Nhật, bí thư chi bộ của thôn ba, kính thưa đồng chí Bên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc của xã Lộc An, xin thưa các vị lãnh đạo tiền bối qua các thời kỳ của xã nhà có mặt hôm nay, như bác Thành và một số các bác đã từng làm cái công tác mặt trận đoàn thể của xã Lộc An, kính thưa toàn thể các cụ các bác của xóm tư thôn ba. Hôm nay tổ chức thôn tổ chức cái buổi lễ mừng thọ cho các cụ, chúng tôi rất vui mừng được ủy ban mặt trận tổ quốc của xã mời về dự cái buổi lễ mừng thọ của các cụ ở tại thôn ba. Qua các cái bài ca, điệu múa, những câu thơ mà các cụ đã trình diễn tại buổi lễ sáng nay, chúng tôi cho rằng đây là một cái hoạt động hết sức ý nghĩa nhân cái kỷ niệm cái ngày mà chúng ta tổ chức mừng thọ cho các cụ. Cũng thưa các cụ là cái việc mừng thọ đó, cứ mỗi năm đó là Tết đến xuân về, đây nó trở thành một cái truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Sinh thời thì bác Hồ cũng đã hết sức quan tâm về những vấn đề này. Có mấy cái câu khẳng định đó của bác đó, thì cũng xin được trích dẫn để chúng ta thấy rằng là cái tầm quan trọng của cái việc tổ chức chúc thọ mừng thọ cho các cụ vào những cái dịp đầu xuân. Đây là một cái hoạt động nó có cái truyền thống kính trọng người già và đã có từ lâu đời, và thực sự nó là một nét đẹp trong đạo lý của dân tộc. Và người Việt Nam đó, thường tự hào là gia đình có phúc khi cha mẹ ông bà trường thọ và sống chung cùng con cháu đến tứ đại đồng đường, ngũ đại đồng. Thì trong dân gian thì cũng có câu tục ngữ như thế này: kính già thì già để tuổi to. Hôm nay các thế hệ ngồi đây đó là cũng có cái các bậc là ở tuổi con cháu thực hiện cái việc này, đó là kính già rồi già sẽ để tuổi to. Hôm nay thôn ba chúng ta, xóm tư chúng ta tổ chức như vậy là đúng là thực hiện cái việc mà chúng ta kính trọng già và già sẽ để chúng ta. Và việc kính trọng người cao tuổi đó, trước hết bắt đầu ngay từ trong gia đình và kính trọng ra đến xã hội. Kính lão trọng họ vừa là một những nét đẹp truyền thống của tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, vừa là sự thừa nhận công lao đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội. Và hôm nay
thôn ba chúng ta cũng tổ chức cái hoạt động mừng thọ này, là đó là cái thực hiện cái sự chỉ đạo lãnh đạo của cấp ủy chính quyền cấp trên và của chi bộ tại thôn nhà chúng ta. Đó là thể hiện cái lòng biết ơn của lớp người trẻ tuổi đối với người cao tuổi và là truyền thống uống nước nhớ nguồn. Xin thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất trọng, rất coi trọng cái việc là việc tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho người cao tuổi. Bác mặc dù là bằng trăm công ngàn việc, nhưng bác vẫn luôn dành cho người cao tuổi Việt Nam những tình cảm ân cần và sự quan tâm sâu sắc. Bác luôn kính trọng người già và yêu quý trẻ. Bác xem những vị mà thường thọ đó là của quý giá của dân tộc. Bác khẳng định. Bác xem những vị mà thường thọ là của quý giá của dân tộc. Bác khẳng định điều này. Vấn đề cốt lõi trong tư tưởng của quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đó, về người cao tuổi là sự kính trọng và tôn vinh và đặt niềm tin sâu sắc đối với người cao tuổi. Và bác khẳng định cuối cùng, người cao tuổi Việt Nam là có một tinh thần và chí khí đặc biệt, tuổi tác càng cao lòng yêu nước càng lớn và tuổi cao chí khí càng cao. Xin thưa các cụ, chỉ dẫn một số các cái quan điểm tư tưởng, những cái khẳng định của bác đối với người cao tuổi của chúng ta. Hôm nay về dự thì rất vui mừng có các đồng chí nguyên là lãnh đạo của xã nhà, bác Thành, bác Nhật và một số các cụ. Đây là cũng thấy thể hiện là cái sự quan tâm. Khi các cụ về rồi là hết tham gia các xã hội rồi thì là có một cái thuận lợi rất lớn. Quá. Bây giờ còn bác Bình. Bác Bình bây giờ là hồi người cao tuổi. Sau này là chắc là tiếp tục là cũng phải về sinh hoạt tại đây. Chúng tôi cho rằng cái thôn ba là cũng hết sức thuận lợi. Và đặc biệt cái thôn ba đó, cũng xin báo cáo với các đồng chí lãnh đạo chi bộ, các vị đảng viên của chi bộ là năm 2017 như vậy là tiến hành thành lập xây dựng cái câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Và qua những năm qua thì tôi mới tiếp cận thôi, đồng chí Bùi Hồng Sơn đó, cũng có là trưởng ban của đại diện hội người cao tuổi đó. Trong cái phần đánh giá về cái hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ trên địa bàn của huyện đó, thì cái thôn ba xã Phan là một cái câu lạc bộ hoạt động hết sức là có hiệu quả. Báo cáo với đồng chí, tôi sáng nay có trao đổi với chỗ của bác Bình trực hội người cao tuổi của xã. Trong quý một này chúng tôi sẽ dành một cái thời gian để xuống thăm làm việc và có cái nắm thêm một số các cái hoạt động của cái câu lạc bộ liên thế hệ thôn ba để nghiên cứu về phương thức hoạt động. Xin thay mặt ban đại diện của hội người cao tuổi của huyện xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo của chi bộ thôn ba, xóm bốn của xã nhà và các đồng chí lãnh đạo của xã và các cụ một năm mới được dồi dào sức khỏe, sống lâu, sống thọ, sống có ích cho xã hội và tiếp tục mong rằng là các cụ là thực hiện trách nhiệm của mình, đó là cái công tác tuyên truyền vận động con cháu mình chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách của đảng nhà nước và nhất là cái nghị quyết của chi bộ của thôn ba. Và tôi thấy các cái hoạt động mà của cái thôn đó, thí dụ đường xá giao thông hiện nay là rất là đẹp, rất là đẹp. Tuy nhiên là còn một số cái đoạn đường các cụ chưa hoàn thiện, thì mong rằng là các cụ quá trình mà
nghị quyết chi bộ có đề ra tiếp tục vận động tuyên truyền nhân dân chúng ta đóng góp để xây dựng các cái cơ sở, các cái đoạn đường giao thông hoặc là các cái hoạt động khác, thì mong các cụ có cái tiếng nói để hỗ trợ cho cái chi bộ thực hiện cái nghị quyết của mình ở đại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của chi bộ, lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc, của Hội người cao tuổi, của thôn ba đã mời tôi về dự và xin phép được phát biểu một số các cái nội dung ngắn gọn và thôi để chúng ta dành thời gian để cho buổi lễ tiếp tục thực hiện tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào các bạn. Xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Trần Thị Liễu lên trình bày bài hát Mừng Tuổi Mẹ. Xin kính mời. Mỗi mùa xuân về thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân ơi, con mong nhau tuổi mình.
Kính thưa các quý khách, kính thưa các cụ, đã 7 năm trôi qua, chi bộ, ban nhân dân thôn, ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn ba hôm nay rất vinh dự lại trở lại tổ chức mừng tuổi, mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Đây là niềm phấn khởi của nhân dân cũng như toàn thể bà con trong thôn ba. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng được kính mời ông Phạm Đình Nhật, bí thư chi bộ, thay mặt cho chính quyền đoàn thể thôn ba nên có lời chúc mừng. Xin kính mời. Về kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các quý vị có mặt trong buổi lễ mừng thọ hôm nay. Hòa xuân với khí thế đón xuân Nhâm Dần 2022 của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mừng Đảng Quang Vinh tròn 92 tuổi, mừng đất nước đổi mới. Hôm nay, Ban Nhân dân thôn, Ban Công tác Mặt trận và Chi hội cao tuổi thôn ba long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ. Tôi rất vinh dự có mặt tại đây để tham dự chung vui chúc mừng đón xuân, mừng xuân mới thật nhiều ý nghĩa. Trong không khí vui xuân đầy ấm áp này, tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị cùng toàn thể các cụ gia đình luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Kính thưa các cụ, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người cao tuổi là tài sản vô giá của dân tộc và của nhà nước. Tuổi cao chí càng cao, chống Mỹ cứu nước già nào cũng ai. Tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh. Đảng và nhà nước chúng ta luôn luôn quan tâm, quan trọng về công tác chăm sóc người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn, được tôn vinh và phát huy tài sản vô giá đó. Bằng uy tín, sự hiểu biết và kinh nghiệm để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương cũng như thôn xóm chúng ta. Mong muốn người cao tuổi của thôn ba chúng ta sẽ tiếp tục phát huy và giáo dục lễ nghi, lễ phong, gia phong cho con cháu trong nhà chúng ta. Chúng ta hiểu rằng văn hóa của gia đình chính là gốc rễ của văn hóa quốc gia. Kính thưa toàn thể các quý vị, người xưa cũng có dạy rằng trong nhà có người cao tuổi chính là đại hồng phúc. Có người cao tuổi trong nhà là một kho sách quý. Sự kính trọng và tri ân những người cao tuổi, kính già, già để tuổi cho, đã trở thành một nền văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc chúng ta. Việc tổ chức mừng thọ cho các cụ vào những dịp đầu xuân năm mới cũng là thể hiện chữ hiếu và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với người cao tuổi. Hôm nay trong không khí mừng xuân Nhâm Dần 2022 và sự liên thêm của đất trời cũng như sự có mặt đầy đủ của ông, của bà, quý bà con và quý vị đại biểu, thay mặt cho chi ủy, chi bộ ba, tôi xin gửi tới các cụ mấy phần thơ như sau. Thêm xuân, thêm tuổi, thêm hoài bão, thêm sức, thêm vui, nghĩa cuộc đời. Tuổi cao nhưng chí ngát trời, sống vui, sống khỏe cho đời thêm xuân. Đội ngũ làm công tác cán bộ tại thôn ba chúng ta, chúng tôi tin tưởng rằng với những kinh nghiệm trải qua chiều dài hai thế kỷ và kinh nghiệm trong cuộc đời của các cụ vẫn mãi mãi là một tấm gương sáng cho con cháu noi theo và tự hào. Các cụ mãi mãi là những người bạn lớn, là những cố vấn tích cực trong công tác của chi hội thôn ba chúng ta cũng như mọi việc xây dựng thôn ba chúng ta ngày càng phát triển. Trong ngày vui hôm nay, thay mặt cho chi ủy, chi bộ cùng các quý vị đại biểu sẽ gửi đến các cụ những như vậy là
bằng chức thọ. Mừng mừng các cụ xuân này tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và 105. Quý hơn bạc nén tự vàng 10. Mừng xuân, mừng xuân, mừng cụ, mừng năm mới. Chúc cụ an khang ngoài trong xuân. Lần cuối cùng xin kính chúc các quý vị cùng toàn thể các cụ có mặt trong buổi lễ hôm nay vui khỏe, mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống. Năm mới, hy vọng mới, sức sống mới và thành công mới. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay màn múa của đa thế hệ khâu chuyên của thôn Ba sẽ lên chúc mừng các cụ bài Trăng của Mẹ. Xin kính mời. Lời ru ngọt ngào.
chứ. Hôm nay rất là vui mừng, chúng ta diễn ra trong không khí hòa nhập với mùa xuân, với 22 cụ được mừng thọ, tổ chức mừng thọ hôm nay là điều vinh dự cho chi bộ cũng như ban nhân dân thôn và các đoàn thể của thôn ba. Trong buổi không khí hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời cụ Trần Thị Lụa, 95 tuổi, Võ Mai, 105 tuổi, xin lên sân khấu để nhận bằng mừng thọ cũng như của xin. Xin được trân trọng kính mời ông Lưu Niu Đình Lực, ông Trần Huy Thông, bà Trương Thị Hải, bà Mai Ngọc Trung lên sân khấu nhận bằng mừng thọ và nhận quà. Xin kính mời. Nhân ngày chúc ông được thượng thọ, rồi xin chúc ông. Ai ơi, một nắng hái dương cũng trang nghĩa mẹ chưa tháng ngày, cho con nên người. Ông Trần Bá Thùy, Huỳnh Thị Út, Phạm Ngọc Anh và Phan Văn Thiện nên nhận giấy chứng nhận mừng thọ cũng như mừng quà. Chứng vui khổ cực hoàn thành ước mơ, con trai con gái đề huề, gia đình hạnh phúc, chẳng lo điều gì. Chúc em được học. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời cụ Nguyễn Bá Tước, Phạm Công Thành, Bùi Thị Nga, Dương Thị Năm, Trần Thị Hoài, xin kính mời. Mời chúc mừng. Mai Chiên,
Như vậy là xin kính mời các cụ lên nhận giấy chứng nhận và rồi xong rồi, dạ rồi. Năm nay hơn 80 tuổi rồi. Thế thì hôm nay nghe tin đồng bạn các cụ thì mừng thọ cụ Yên hôm nay cũng đến dự và chúc mừng các cụ. Thế thì cũng mang tới 145 phần quà để gửi đến các cụ và những người cao tuổi của thôn ba, gia đình anh giàu và cụ Yên. Thì chúng tôi xin trước hết thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn ông Yên và xin không biết nói gì, chỉ quyết một tràng pháo tay để chúc mừng ông thương họ. Xin mời ông lên trên này để con cháu sẽ có bó hoa tươi thắm. Yeah, I'm gonna
cứ đến xuân về luôn được mong muốn tổ chức lễ mừng thọ cho những người cha ông là nghĩa cử cao thượng của đảng và nhà nước luôn được sự quan tâm và chăm sóc. Hôm nay tôi xin thay mặt cho chi hội người cao tuổi xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị người cao tuổi của huyện thôn và toàn thể các cụ về dự buổi lễ mừng thọ hôm nay. Sự hiện diện của 22 cụ được mừng thọ tạo điều kiện động viên cổ vũ, nhất là đối với câu lạc bộ đa thế hệ. Lễ mừng thọ đạt được những kết quả như mong muốn. Qua những sự mong mỏi của 7 năm, ngày hôm nay thôn đã tổ chức đạt được những kết quả về lễ mừng thọ. Cuối cùng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe các cụ, các quý khách an khang, thịnh vượng, vui tươi, hạnh phúc và trường thọ. Xin cảm ơn buổi lễ mừng thọ hôm nay được kết thúc. Xin cảm ơn. Mm-hmm.